có của Just Nail. Màu này rất là tự nhiên ha. Đây là cái màu nude nè. Hoa bao là. Đây là cái màu mà hôm nay thì Tiên sử dụng cho cái nail của mình nha. Hi Maria. Cái màu mình có thể thay đổi mà. Hi Ara, hi. Ok, bây giờ là mình sẽ làm cái màu này ha. Hôm nay là Christine sẽ sử dụng cái liquid của Just Nail EMA No MMA nha. Liquid này là mùi rất là nhẹ nè, không có mùi nặng nha. Rất là dễ đắp luôn. Nó đắp bột nó rất là dẻo. Bây giờ là mình sẽ để cái primer vào. Được, chiếu nó tới, nó đợi em chút xíu thôi. Thì nó đợi em chút xíu thôi. Thấy em làm xong cái line này xong rồi. Ok. Hai chị Mimi. Thì nó cứ tới ha. Bây giờ là mình sẽ đi cái bột của Just Nail ha. Cái này là Natural, màu gọi là màu Natural Nude Cover. Đây ha, màu rất là đẹp. Mình sẽ để từ từ ha. Không sao, em làm cái line thì nó hơi lâu chút thôi. Nếu mà không làm line thì nó nhanh, tại vì cũng không có design nhiều. Bột rất là dẻo ha. Sau đó mình sẽ từ từ kéo xuống nè. Cái tay của Christine thì cứ dùng. Today I just do the sample only for the nude color. Đó, hôm nay là Christine chỉ làm đơn giản thôi nha. Đó, cho các bạn thấy là cái màu nude của Just Nail rất là dễ đắp ha và đẹp nữa. Khi mà mình dùng đắp ombre cũng rất là đẹp ha. Và khi mình để như vậy á, mình đắp không thôi á, một màu thôi cũng rất là đẹp. Nhiều khách nói rất là thích. Màu rất là chuẩn nha. Hôm nay Christine làm cái bộ này sample thôi nha. Vì lát nữa nếu mà có những cái bộ design á, có thời gian á, Christine sẽ làm một cái line có design ha. Còn bây giờ cái người khách của Christine là có nó khách người khách chỉ là yêu cầu là cái sample thôi. Làm thật là đơn giản với cái màu nude. Khi mà mình làm đơn giản vậy nó cũng rất là sang ha. Thật là tự nhiên. Hi Alice, hi chị Lâm Nhung. Khỏe không cả nhà? Hôm nay Christine like hơi sớm ha.
rất là dẻo, các bạn thấy không? Đó, mình vuốt từ từ ha, vậy vuốt mà nó không có bị dính cọ nè. Các bạn thấy màu đẹp không? Đó, mình sẽ từ từ ha, giữ cho nó khoảng 2-3 giây nè, sau đó mình thả xuống và lấy cây cọ của mình á, mình đậy nhẹ cái phần bột vào sau cái deco ha. Sau đó mình sẽ lấy cây cọ, mũi cọ của mình á, mình đè cái bột xuống cho nó mỏng xuống, sau đó mình sẽ vuốt nè. Cái liquid trời lạnh quá, hơi chảy chút xíu ha. Cali đang mưa nè cả nhà. Màu này khi mà mình double ray cũng rất là đẹp ha. Và khi mà có cái màu nút này á, mình phối hợp với những cái màu mà 50 màu của Jasnail á cũng rất là đẹp. Mình sẽ dùng cái màu nút này mình làm ombre với những cái màu khác. Đó, màu này nó ra rất là chuẩn ha. Đó, nhìn nó rất là hơi hồng hồng. Hi anh Kevin, hi Matthew, hi Jessica, hi Smile. Màu rất là chuẩn ha. Thank you anh, màu đẹp lắm. Màu này á, là mình làm cái ombre á, là rất là đẹp. Đơn giản nhưng mà nó rất là sang nha. Và cái màu nút này á, mình phối hợp với màu hồng nè, phối hợp với màu tím, màu xanh, làm ombre nó cũng rất là đẹp. Quan trọng là cái màu nút của mình phối được chuẩn ha. Khi mà mix được chuẩn á, thì nó ra nó rất là dễ phối màu. À, bây giờ là Christine đang sử dụng cái liquid của Jasnail nha. Liquid EMA, no MMA. Cái liquid này á, nó làm đi tất cả các loại bột nha. Và nó hép cho mình rất là dễ đắp. Màu đẹp quá. Hai anh hùng. Hai superstar, hai Rosalio. Hai chị Minh Hằng. Sau mình sẽ vuốt hai bên xuống ha. Mình khi mà cái ngón lớn quá mình lấy hơi ướt một chút xíu. Vậy khi mà mình mới dễ vuốt cái bột của mình ha. Bột rất là dẻo cả nhà thấy không? Đó, Christine là mua làm sao là nó theo mình vậy đó. Bột dẻo mà kết hợp với liquid tốt nữa. Thành ra là cũng hép một phần nào đó. Đó, mình làm cho cái móng mình nó đẹp hơn. Thế rất là dễ ha. Ok, yes. Hai anh Tài Nguyễn, hai chị Oanh Lê, hai Tuấn Nguyễn, hai Victoria, hai Nguyễn Nam, hai Chi Tăng,
Cả nhà khỏe không? Chào buổi sáng các bạn nha. Chúc cuối tuần hôm nay một ngày thật là vui vẻ và làm nhiều nhiều khách. Đó, mình đẩy xác Hiriko ha. Mình sẽ cho cái phần bột của mình vào cái phần chính giữa của cái móng thôi, để tạo được cái độ cong ha. Mình không có vuốt nhanh quá. Khi bột nó ok rồi, nó đứng lại, sau đó mình sẽ vuốt ha, vuốt cho nó ra. Nhưng mà nhớ mình sẽ cố gắng giữ cái shape của nó nè. Đó, mình sẽ cắt. Cái màu này á, là hả trên just nail á, gọi là natural nude cover nha. Natural nude cover, cái màu này là có 16 ounce và 2 ounce. Hello em Nam Lê, hai chị Anh Nguyễn, hai Michael. Hello em, khỏe không Nam Lê? Hôm nay đi làm chưa? Đó, mình giữ cho nó vài giây ha. Đó, bột rất là dẻo ha. Sẽ từ từ và clean hai bên ha, cho nó tròn, không ra da. Lát nữa nó sẽ hép cho mình á, mình không có cần dụng nhiều nè. Hi Lucia, hi Jimmy, hi Evelyn. Đúng rồi, Cali mưa quá là mưa ha. Cái màu nút này á, nó rất là dễ dùng, đúng không? Người hầu như cái người khách nào á, nó đều đeo móng hàng ngày á, nó đều sử dụng những cái màu nè. Những cái màu này rất là thiết thực ha. Những cái màu này rất là thiết thực nè. Khách của mình nó rất là thích những cái màu như vậy. Và cái màu nút này á, mình có thể phối hợp rất là nhiều cái design ha. Thì các bạn nếu mà theo dõi cái like của Christine á, Christine hay sử dụng cái màu nút này ha. Cái màu nút này á, sẽ phối hợp với những cái design có của Christine. Màu bột rất là dẻo ha. Dễ vuốt, sau đó mình vuốt hai bên. Và cái liquid của Just Nail là nó không có mùi nữa. Nó không có mùi nặng quá. Mùi nó rất là nhẹ và nó thơm thơm á. Rất là dễ. Nó không có, nên nó cũng hép cho mình. Thank you, Michael. Thank you. Đó, mình ngón nào ra ngón đó là mình làm rất là nhanh ha. Mỗi cái giai đoạn mình tiết kiệm được một chút xíu thời gian là mình làm một bộ nail thì nó sẽ nhanh hơn. Mình vuốt phần cuticle xuống ha, cho nó thật là mỏng, sau đó vuốt hai bên thôi.
Mình cố gắng không có cho nó mất xếp nha, giữ cái xếp của mình lại. Christine đắp bột như vậy á, một phần á, cũng do cái bột của mình dẻo nha, nên là nó cũng hép cho Christine đắp cho nó dẻo mà nó đều nữa. Tại cái bột nó dẻo quá nên là Christine đắp nó sẽ dẻ hơn và nó sẽ nhanh hơn, đúng không? I use the bus number 14, okay? Or number 16 today. Yeah, I use the bus number 16. À, hôm nay thì xin sử dụng cỏ số 16 nha. Hello, Anneli. Anneli, hola. They're fine. Yeah, I use the number 14, yes. Sau đó là mình sẽ dùng cái cây cọ của mình xuống ha. Đè cái cuticle mỏng xuống. Sau đó mình sẽ giúp hai bên nè. Hai bên từ từ đi xuống, thấy không? Mình giúp hai bên từ từ đi xuống, sau đó mình sẽ giúp đằng thân. Cho bột nó đều lại. Hi Rochelle, hi Susie, hi chị Ngọc Lê. Đó, mình sẽ lấy bột của mình ra. Thank you anh David bỏ nha. Đó, bây giờ là mình xong ha. Khi mà mình đắp bột vậy mình rất là ít khi lãng phí cái bột mình có ha. Mình lấy vừa đủ thôi, tùy theo cái món lớn món nhỏ của mình đó. Mình sẽ hết tiết kiệm được rất là nhiều. Hai chị Anh Nguyễn. Thì cái lúc mà Christine đắp bột á là cố gắng giữ được cái shape, nên là đến khi mà giũa mình không có cần giũa nhiều lắm ha. Mình chỉ là kéo cho nó thẳng lại. Dạ thank you chị Anh Nguyễn ha. Màu này gọi là cái màu natural nude cover. Nó rất là đẹp tự nhiên. Mình có thể sử dụng cho một màu như vậy nè, cách rất là thích tự nhiên ha. Và mình chỉ cần lấy xếp lại thẳng cho tất cả các móng thôi. Đây là cái móng mà Christina dán bằng móng thường ha, cái móng thiếp mà mình hay sử dụng mỗi ngày á. Được nha anh Tài Nguyễn, order một chai gel top được nha. Số lượng bao nhiêu cũng được nha cả nhà, khi mà mình order. Thank you Tina. Thank you.
Lily 2 Nguyễn Phương. Hôm nay là Christine không có làm design ha. Đó, cái màu thấy màu đẹp quá là đang giới thiệu cho mọi người ha. Cái màu này gọi là Natural Nude Cover ha. Mình có thể shop trên Just Nail Online. Bây giờ là bên Just Nail vừa mới có cái bộ sản phẩm là 15 màu cho màu ombre á. Những cái màu đó rất là đẹp. Mình có thể sử dụng quanh năm, đúng không? Vì những cái màu này á, nó đi quanh năm luôn á, khách hàng nó rất là thích. Nên á, các bạn nào muốn order á, thì nhanh ha, vì cái số lượng nó cũng có hạn thôi. Cái ombre, cái màu đó gọi là màu ombre á, 15 màu nha. Có 15 màu. Thank you, Andrea, hai Thủy Lala, hai Hậu Huyền. Đó, mình lấy shape đều rồi, sau đó mình chỉ cần đụ cho nó cái đầu móng nó thẳng đều thôi nha. Năm rưỡi á chị, cho nó năm rưỡi đi. Năm rưỡi đi. Yeah. Thank you Maria. Hai Linh Phan, hai chị Trang Phạm, hai Lan Hồ. Sắp tới nữa là có thể là Just Nail sẽ có hàng bên Việt Nam nha. Hai Oga sẽ có chắc. Sắp tới là Just Nail sẽ có hàng trên Việt Nam. Thì khi nào có là Christine sẽ thông báo ha. Còn hiện tại là tạm thời là chưa có. Ok, thì Christine sẽ cố gắng ha. Cố gắng để ship hàng về Việt Nam cho các bạn. Để Christine kiếm thử cái phương pháp nào tốt hơn ha. Hai Laura, cảm ơn mọi người yêu mến Just Nail nha. Thank you em Lan Hồ nhiều. In the early call, con nhỏ nãy kêu làm cái này được không? I don't. Okay, just try it. Mm-hmm. Okay. Okay, em. Thank you. Hi. Yeah, Delphina. So maybe one day you do it too. Yeah. Thank you. Khi mà mình làm xong như vậy á, mình chỉ cần sơn cái top gel của Just Nail thôi là nó đã đủ bóng rồi nha. Nó rất là bóng. Những bộ nail đơn giản như vậy nhưng mà mình sẽ làm hàng ngày, đúng không? Cái này là khách hàng làm rất là nhiều, nó hàng ngày lắm. Những cái màu này á, mình sử dụng thường xuyên. Khi mà mình lấy nó đều á, mình chỉ cần lấy cái đầu thiết cho nó thẳng lại ha. Đó, mình sẽ cho coi hai bên nó có đều chưa nha.
Jay, hi, hi Sierra. Đó, bây giờ là mình lấy xếp xong ha, mình chỉ là qua cái phần giữa. Đây là cái đầu dũa mới của Just Nail ha. Là hôm nay là Christine sẽ sử dụng cái cây này để mà đi cái cuticle nè. Đây là dũa mịn ha, dũa mịn. Hai Quang Duy. Thank you em, thank you. Đây là cái dũa của Just Nail ha. Tôi xin sử dụng hôm nay. Khi mà những cái dũa này á, khi mà mới á, nó rất là bén ha. Khi mà mình xài cũng cẩn thận một chút. Những anh chị nào mới, hello hi, may I help you? Yeah, stay them here, thank you. Khi mà anh chị nào mới vào nghề á, mình chưa có thì mình dùng những cái cây như vậy á, là mình để mà cắt clip ha. Khi mà cắt clip nó hơi lực chút xíu á, mình sẽ cắt cuticle. Mình sẽ dụ phần cuticle. Hi Jay, Trương, em khỏe không em? Hi Nhi. Đó. Khi mà xong vậy là cô Trương chỉ cần dụ sơ cuticle thôi ha. Vì khi mà mình đắp bột á, thì nó cũng mịn rồi, nên là Christine sẽ không có cần chạy tới phần mặt móng nhiều. Như vậy á, mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian ha. Hai Quang Duy, hai Tuấn Muôn, thank you cả nhà nha. Cái màu rất là đẹp nè. Hôm nay là Christine không có design ha. Lát nữa nếu mà có design là Christine sẽ làm live và cho mọi người thấy ha. Nhiều khi những cái bộ design á, thì Christine cũng phải tùy theo cái người khách nữa. Nhiều khách đó là nó không có thời gian á, nên là một bộ design thì nó cũng mất khá nhiều thời gian, nên là cái người khách nó không có thời gian nhiều á, nên có nhiều cái bộ design là Christine không làm live được. Còn những cái hai Linh Mỹ, hai em Mỹ Linh, hai Hảo Nguyễn, hai chào em Mỹ Linh nha. Không, những cái này á nó rất là dễ dụ cuticle nó sẽ. Cái này gọi là diamond mịn nè. Hai Trung Hoàng. Ok, Tuấn Muôn, add em vô friend hả? Cả nhà, sorry cả nhà nha. Bây giờ cái Facebook của Sinh á, nó đầy quá rồi. Nó đầy quá rồi. Nên á, thì Sinh cũng không biết làm sao. Có add không nữa, không add được không nữa. Chị đang chạy cái tay mình này á, là nó bén nha. Tại vì nó còn mới quá, nên nó sẽ rất là bén. Nên á, nếu mà anh chị nào á, anh chị em nào mà khi mà mình mới vào nghề á, thì những cái cây đó mình như vậy á, một á mình sẽ cài vô cái cây dũa ha. Mình sẽ ma sát làm cho nó bớt bén đi. Tại nhiều khi á, mình mới quá, mình dũa chưa có rành á, mình dễ cắt da tay khách lắm. Còn nếu mà mình sử dụng những cái cây như vậy á, là nó sẽ không cắt nè. Đây ha, đây cũng là cái đầu dũa mịn của Just Nail. Cái này là nó không có bị cắt da tay nha. Mình nên sử dụng cái này. Còn cái cây này nó cũng là trong collection đầu dũa của Just Nail ha. Thì tùy theo mình thích mình xài cái nào.
Đó, mình phải dụ cho nó sạch trước đi con. Như vậy thì nó sẽ hẹp cho cái bộ nail của mình đó, nó không có bị lít. Thế là cái bộ nail của mình nó xong rồi ha. Mình chỉ cần laser lại những cái đường tương hồi nãy mình dụ dưới da nè. Và một lần nữa mình sẽ nhìn lại cái shape của mình ha. Hi Leslie, hi chị Trang Lê. Sẽ đi lại mở cái đầu móng một chút xíu ha. Chăm sóc thật là kỹ cái shape của mình trước. Ok, wash your hand là hết. Dạ, go ahead. Thế là cái bộ nail của mình xong ha. Bây giờ là mình xin sẽ đi cắt tóc. Đó, mọi người xem á, khi mà lên cái tóc xong á là cái màu nó ra như thế nào ha. Hi Smile True. Đó, đây là cái bộ nail mình xong với cái màu nude, gọi là natural nude cover. Bây giờ là Christine sẽ sơn cái tóc lên ha. Nó rất là bóng. You too, Andy. Thank you. Hola, nice day. Have a good day, Andy. Đó, mình sẽ sơn top ha. Cái top này là của Just Nail. Nó rất là bóng nè, các bạn. Kiss me. Đây ha. Kiss me. Thank you. Khi mà mình làm những cái màu như vậy á, và mình sơn cho nó bóng á, chủ yếu là cái bóng á, là mình thấy còn mình có một cái bộ nail là sang trọng cho người khách rồi ha. Rất là natural luôn. Hai chị Lan Nguyễn. Không, các bạn sơn thấy không? Của xin sơn là nó không có bị hộp ha. Nó hoàn toàn không có bị hộp nè. Nó rất là dễ xài luôn, mà dễ, rất là dễ kéo ha. Nó không có bị đường lằn á. Thường có những cái loại gel á mình sơn á, nó hay bị đường lằn, và lâu lâu cái chai mà không biết tại sao mà nó bị lộ gà đó. Relax. Yes, thank you. Đó, mình vuốt lại sơ sơ nhẹ nhẹ ha.
Hi anh Henry Nguyễn. Xin xin. Ok. Rất là nhẹ nhàng ha. Rất là bóng. Anh chị em nếu mà muốn mua số lượng nhiều quá thì có thể nhắn tin cho Christine nha. Vì cái top này rất là dễ xài. Thì mình mua số lượng nhiều cho cái tiệm của mình dùng á thì có thể nhắn tin trực tiếp cho Christine hoặc gọi về cho công ty. Hoặc nhắn cho các bạn trong công ty ha. Đó là Smile Chimmy. Đó, mình sẽ có những cái giá thật là đặc biệt. Đó, Christine đi xong cái bộ nail ha. Ok, inside. Hello, Chini. Hello. Hello from Paris, Rico. Hi, hello. Đây ha, đây là cái bộ nail của Christine đã hoàn chỉnh ha. Các bạn thấy cái top của nó rất là bóng đúng không? Bây giờ là Christine sẽ cho dầu ha. Và mình không thấy những cái đường trắng của bột nữa. Những cái da tươi lên là các bạn thấy nó rất là đẹp. Chị Đào Trúc, Christine. Khi mà hơ đèn á, mình cho cái đèn của mình là 1 phút hoặc 60 giây ha. Nếu mà đối với cái màu, cái máy mà trao lịch đó, mình chỉ cần 30 giây thôi. Đây, mọi người thấy nó bóng không? Màu nó rất là đẹp. Yes, so finish. Ok, thank you cả nhà nha. Bye bye. Chúc một ngày cuối tuần thật là vui. Hi, Louis. Đây là cái bộ nail của Christine đã xong ha. Ok, chúc cả nhà cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại trong những cái live lần sau nha. Bye bye cả nhà.